Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Cũng lâu rồi chúng ta không có quay lại cái chương mục cơm bình dân, cơm buổi trưa ở Sài Gòn. Và hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi ăn trưa ở con đường Huỳnh Mẫn Đạt nhé. Ở đây có địa chỉ là 129 Huỳnh Mẫn Đạt. Quán cơm rất là lớn. Nói chung cũng vừa chứ không có lớn lắm. Quán cơm 123. Bên trong cũng rất là rộng nè. Đặc biệt ở đây là cô bán rất là nhiều món, mà món nào cũng làm nóng hết. Ba hộp đi con. Ở đây có cá chiên nè, cá chê, cá lưỡi trâu nè, cá điêu hồng, cá lưỡi trâu, cá cá tra, rồi mắm kho nè, ba rọi kho. Hết sầu lăng ba được canh luôn. Món gì đây? Ở trên này là cà, tép ram, thịt kho trứng, rồi đậu que xào. Ủa, em kêu hai món rồi hả? Kêu rồi, hai món rồi. 25 cho anh. Thịt của anh, thịt kho này đi hả? 6-14. Ba phần đúng không? Rồi, ba phần luôn. Thôi cá kèo đi hả? Cá kèo kho đi hả? Rồi. Ở đây mình chọn xong cái cô hâm lại nè. Đó, sôi sùng sục luôn. Lúc nào đây cũng nóng. Có món canh đó nè. Mỗi ngày có hai loại canh, canh bí lại canh khoai mỡ. Ở đây một phần cơm là hình như là 30 mấy ngàn, 37 ngàn thì phải. Tại bình thường ăn không có để ý số tiền, biết 30 mấy ngàn nè. Ở trong đây ngồi rất là mát mẻ. Bây giờ Sài Gòn là 12:15. Ở đây đặc biệt có món mắm kho nè. Nồi mắm kho hấp dẫn chưa? Ba cơm đem mỏi cho chú ấy đi. Cái nó mở rồi. Mà ba pha để ta hết thành cho lên lên. Bếp của cô rất là sạch sẽ. Đó, nhìn thấy là khoái liền. Ăn mà không quan tâm với số tiền luôn. Đó, canh bí nè. Canh khoai mỡ nè. Một bịch canh hình như là 6 ngàn thì phải. Ủa, bịch canh là 5 ngàn hay 6 ngàn quên cô. Bịch canh là mấy ngàn quên rồi. Khoai mỡ thì 6 ngàn. Đó. Còn bí đỏ với canh rau cũng là một. Hấp dẫn chưa? Cái bà nội nè, cá lóc trâu nè, cho con chén canh chua luôn đi chị ơi. Hồi nãy có canh chua nữa hả? Hồi nãy có canh chua nữa. Có bán cơm hộp, cơm Việt Nam. Quá nhiều món luôn. Em bán gì vậy? Có cu kiệu nữa kìa. Cu kiệu bán luôn hả? Nhiều một hũ rồi con. Hả? 80 ngàn hũ. Sắp nghỉ Tết rồi ha. Ông mà củ kiệu để lâu lâu ăn mới ngon. Nhìn bên đường có cơm gà số mỡ nữa nè. Quảng ký nè.
À, phía bên đây là đường Nguyễn Trãi à, Sài Gòn buổi trưa dạo này nắng lắm à, nhưng mà buổi tối mát mẻ à, đây là con đường Huỳnh Mẫn Đạt à, đi thẳng con đường này chúng ta sẽ đến con đường An Dương Vương à, thành Thái ngày xưa đó. Ở đó cũng có mấy quán cơm tấm à, theo hướng này là mình sẽ đi ra Trần Hưng Đạo, đi ra bến Hàm Tử luôn, ra chợ Hòa Bình. Đó. À, hôm nay có tiệm sửa xe nè, à, lúc trước cô bán ở bên 123 đó, à, nhưng mà ngày nay giờ qua bên đây nè, em bán ở đây cũng rất là lâu rồi. À, hôm nay mới có dịp đánh đổi chia sẻ cùng anh chị và các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi về thôi. Rồi chúng ta đã về tới nhà rồi nè. Đây là cá lựu trâu nè à, một phần thì là một con hay là một con rưỡi? Con rưỡi. Con rưỡi. Bự như cái lựu trâu. Cá lựu trâu loại bự, loại lớn à. Còn đây là Cá kèo kho à, cái hộp ở Việt Nam cũng rất là tiện nè à, một cái phần cái nắp là để đồ ăn nè. À, rồi cái phần nữa còn lại đựng cơm nè. Đó. Tiếp tục món nữa. À, này là bà rọi kho tép. Bà rọi kho nè, với lại tép. Đó, hấp dẫn chưa? Đó, ba phần nè, đó. Đáng lẽ nếu mà hai ba người mà ăn là đúng là hai phần đồ ăn ở đây cũng đủ no rồi, nhưng mà bữa nay mình kêu món này trên ít để ăn nhiều món để quay cho bà con xem chơi cho vui à, hôm nay sự tham gia của anh Lộc nè, đó lâu lắm rồi bà con không gặp anh Lộc mà à, Lộc bắt cỡ tiệm à, Quân thì đi mua cơm lúc nãy nè à. Thôi mời bà con cùng ăn trưa nha, ăn trưa bình dân, thường thì ở đây 35.000 thôi, 35.000 bịch canh 5.000 tới 6.000. Ở đây canh bán thêm tức là một phần là 40.000. À, nhưng mà mình ăn rất là ngon, rất là vừa miệng. À. Cơm có đồ xào. Nghe thử món cá kèo kho nha. Cái nước rất là ngon. Cái kèo kho lạc có miếng hành nhìn hấp dẫn à. Cá kèo ngon nhất là cái bụng đó. Cơm đây cô bán cũng vừa ăn nữa nè. Cái kèo mềm béo gì đó. À, và cái bên có dĩa đu đủ nè. Đu đủ này nhà anh Lộc trồng nè, đu đủ dưới quê, đu trái màu đỏ đỏ, chín đỏ đỏ. Còn ở đây chúng ta thấy chỉ có đu đủ màu vàng thôi, đu đủ ruột vàng. À. Nó Quân đang gọi vợ nữa nè. Dạo này cũng nghỉ Tết rồi, gần nghỉ Tết này nên thành ra có nhiều người ta đi về quê trước á. Quê xa mà đi trước. Bữa nay là 22 Tết. Là trên là ngày 16 tháng 1 2020. Ngày mai là ngày đưa ông Táo về trời. À, lấy cái đũa nữa. Đó. Mình thử cá lưỡi trâu nha. Miếng để nêu cảm nhận cho bà con cùng xem ở đây thế nào. Phần cá chiên nè. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Mềm ngon. Thật ra mua ở đây thì thường là Quân mua không à. Nên là mỗi món
mỗi món ăn là kêu thêm kêu này kêu nọ tùm lum, nên thành ra không biết giá chính xác, nhưng mà bình quân là 30 mấy ngàn, 35 đến 37 ngàn. Mà đây vừa miệng, ăn rất là ngon. Mình thử miếng tiếp theo nha. Này ba rọi, ba rọi kho với tép. Dạo này thịt ở Việt Nam rất là mắc, nên thành ra giá cơm cũng lên theo. Đó là miếng. Cái món này là thịt với mỡ này mới ngon nè. Trước khi lịch thịt lên giá thì một phần cơm thì 30 ngàn, bây giờ thịt lên giá rồi thì một phần cơm 35 ngàn, 37 ngàn. Ngon. Kiếm chỗ để xương nè. À, mình thử cái đuôi nè, cái đuôi của con cá kèo. Cá kèo này bự bự, kho kho lạc. Ngon. À, ăn ở đây Lộc vừa ăn nè. Ăn được anh Lộc? Ngon. Ngon quá. Cá kèo kho nó vừa đẹp. Ở đây thì ăn rất là nhiều lần rồi, mà mấy lần trước ăn lẹ không mà lẹ để làm việc khác, mà dạo này gần Tết nhiều việc lắm. À, ghê quá trời, laptop này. Laptop còn có bia nữa nè. Ở đây là bán sỉ không à, giống như là một cái kho hàng vậy đó. Rất là nhiều hàng quá. À, thử miếng nữa nha. Bữa nào bà con mua thử cái món cá kèo kho lạc đó, rất là ngon. Ngồi một số hình ảnh ở quán cơm Bình Dân 129 Quỳnh Mẫn Đạt. Gửi bà con xem chơi cho vui nha. Nếu mà chúng ta có ở gần đây thì mình đến đó mình ăn rất là sạch sẽ, có chỗ ngồi thoải mái, có giao hàng tận nhà luôn nè. Thì khoảng trung bình 40 ngàn một món, ăn rất là ngon. Chút xíu nữa chúng ta sẽ có thử vịt canh bí nè, vịt canh bí chất lượng nè. Để hồi nữa mình đổ ra thêm thử xem nào. À, em tạm ngưng xíu nha. À, còn đây là phần canh nè. À, review cho trọn trọn gói một bữa cơm để bà con xem chơi cho vui nha. À, này là canh canh bí, bí đỏ với lại thịt băm, thịt heo băm. À, bịch canh này có giá 5 ngàn nè. Mối thì mua hoài nhưng có cũng cho luôn. Rất là ngon, rất là thơm, rất là ngọt, bí rất là mềm. Canh có ngò, có tiêu, thơm mùi bí, thơm mùi ngò, vị cay nhẹ nhẹ của tiêu, ngọt của thịt. Cái này mà ai nữ văn phòng ăn yếu yếu mua một phần cơm nhỏ với lại một cái bịch canh lại qua ăn no luôn, không cần cái đụng tới đồ ăn luôn. Rồi, tạm biệt bà con, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trong ngày Tết này nha. Bye bye, bye bà con nha.